Some pies, motherfucker. Làm gì ở đây đấy? Có bàn chân lặng lẽ. Mày chán sống à mà dám vào đây trộm? Anh thay em sinh viên nhà có máy tính mà không có tiền mua màn. Em thấy bọn anh nhiều màn quá, em mượn một cái. Mượn? Mày nghĩ tao là trẻ con rồi mà mày lừa tao? Thế ở đây có bao nhiêu màn hình như này, sao mày ôm mỗi màn hình này? Vì em thấy anh có con màn hình này là mới nhất của BenQ. Con này 240Hz lại có công nghệ độc quyền của BenQ. Em là game thủ CSGO. Em tin với con này em có thể đưa Việt Nam ra biển lớn, đưa Việt Nam đến mây giờ anh ạ. Anh tin em đi, thật. Hãy tin tình yêu anh, yêu mãi thôi. Tin mày. Nghe ra thì mày cũng có vẻ có chút kiến thức. Giờ mày có hai sự lựa chọn. Một là lên công an phường. Hai là đi theo tao. Bây giờ tao đang chuẩn bị review con màn hình này. Thế bây giờ ý mày thế nào? Thật à anh? Thì có được tặng một màn hình không? À, mày có thể lên công an phường để được tặng màn hình. Đi review anh ạ. Biết thế là tốt đấy. Ok, đi tí đi. Mày cũng là người tức thời đấy. Ok, cười cho em cả. Đây, ôm đéo thì mà chặt thế. Ừ nhỉ, quên, cười cho em cả. Rồi. Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review và trải nghiệm gaming gear của 500 Bros Studio. Về cái clip vui vui ở đoạn đầu thì có lẽ các bạn cũng đã đoán được là nhân vật chính của chúng ta hôm nay là một sản phẩm đến từ hãng BenQ. Cụ thể hơn chính là chiếc màn hình XL2546 với tần số quét lên 240Hz cùng với rất nhiều công nghệ mới mà BenQ đem lại. Vậy để xem BenQ Zoe đã mang đến cho chúng ta một sản phẩm như thế nào, hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về chiếc màn hình XL2546 này nhé. XL2546 là phiên bản mới nhất của dòng màn hình gaming đến từ hãng BenQ Zoe. 2546 có phần bề ngoài không hề cầu kỳ, hoa mỹ như chiếc màn hình gaming khác. Điểm nhấn của chiếc màn hình này chính là sự đơn giản một cách rất thực dụng. BenQ thực sự đã rất biết cách quan tâm đến các game thủ. Ở đây BenQ Zoe đã thiết kế để chúng ta có thể tùy chỉnh được độ cao, thậm chí các góc nghiêng hay có thể xoay ngang dọc để có thể phù hợp với cả công việc hay là game bạn chơi. Điều đó chứng tỏ là BenQ Zoe thực sự là biết cách chăm sóc đến đối tượng khách hàng của mình, đó chính là các game thủ. BenQ vẫn trang bị cho 2546 hai cổng USB H3.0 và hai cổng 3.5 cho mic và tai nghe. Bên cạnh đó, Zoe còn trang bị cho chúng ta một thanh treo tai nghe rất tiện lợi. Bên cạnh đó thì chiếc 2546 có thêm vài món đồ chơi nữa, ví dụ như chiếc controller OSD hay là hai cái cánh này. Với chiếc controller OSD thì sẽ giúp bạn tùy chỉnh chiếc màn hình thay vì phải ấn nút trực tiếp trên màn hình. Nhưng so với việc mình để tay trực tiếp lên trên màn hình hay là để xuống dưới chiếc controller OSD thì cũng không khác nhau là mấy. Món đồ chơi tiếp theo là hai cái cánh này thì có nhiệm vụ giúp chúng ta không bị đá máy hay là chắn những ánh sáng chiếu vào mắt ra khiến ta mất tập trung. Với những game thủ hay thi đấu ở các sân khấu lớn thì hai chiếc cánh này là một món đồ chơi khá là đáng giá đó. Còn với những bạn chỉ chơi hát ở nhà thì hai cái cánh này khá là vừa, khi đặc biệt là khi bạn cắm gear vào USB hub hay là treo tai nghe. Điểm qua xong về phần ngoại hình, giờ đi đến phần nội thất thì XL2546 có kích thước 24.5 inch. Đây là một kích thước chuẩn cho về game thủ và đa số các màn hình gaming hiện nay đều sử dụng kích thước này. Bên cạnh đó, chúng ta có độ phân giải Full HD, tần số quét 240Hz và độ phản hồi 1ms. XL2546 vẫn sẽ sử dụng tấm NTN để có tần số quét cao nhất và độ phản hồi thấp nhất. XL2546 là phiên bản nâng cấp của 2540 nên bên cạnh tần số quét 240Hz thì 2546 còn được trang bị thêm công nghệ DIAC, Dynamic Accuracy. Công nghệ này được độc quyền bởi Zoe và để xem tính năng của nó là gì, hãy đến với phần trải nghiệm sản phẩm nhé. Đến với buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì ở đây mình đã có hai chiếc màn hình đều đến từ hãng BenQ. Chiếc màn hình đầu tiên chính là chiếc màn hình XL2546 với tần số quét 240Hz cùng công nghệ DIAC hay còn gọi là Dynamic Accuracy, và chiếc còn lại thì có tần số quét là 144Hz mà thôi. Thì với hai chiếc màn hình này
mình đã mời đến đây một nhân vật, đó chính là Caster Bomber, để có thể tìm hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa 240 Hz đại lập và 144 Hz như thế nào. Em tự nhiên sẽ được không? Xin chào các bạn. Với một game thủ CSGO thì Ben Quy Zui là một tên tuổi đã quá quen thuộc. Tuy nhiên dòng sản phẩm 240Hz này vẫn khá lạ lẫm với các pro player CSGO. Cảm giác chơi game trên hai chiếc màn hình XL2516 và XL2430 là khác biệt khá lớn. 240Hz tỏ ra mượt đơn hẳn so với 144Hz, đặc biệt là trong tựa game CSGO. Tất nhiên, máy bạn phải có FPS trên 240 mới có thể cảm nhận được chi tiết sự khác biệt này. Vậy nên ngay trên trang chủ của Ben Quy Zui cũng đã lưu ý đặc điểm này. Bên cạnh 240Hz thì công nghệ DIAD độc quyền của Ben Quy giúp giữ vững độ sáng và khử bóng mờ một cách vượt trội, sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn ở những game có nhịp độ cao hay những pha xử lý tốc độ cao trong CSGO. Thêm một chi tiết nữa đáng chú ý chính là độ sáng của chiếc màn hình, giúp các player dễ dàng phát hiện địch một cách nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của bọn mình. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ 500 Bro Studio bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.